Ừ, đừng cho tay vào mồm bẩn con. Ông quay con đi, con chào bà đi. Con chào bà đi. Bà. Tôi nói đi, con nói đi, tôi gửi hình ảnh cho tôi bà xem. Nói đi. Đấy. Nói đi mà cháu chào bà. Ơi, bà ơi. Ra đây. Không ngã con. Cháu chào bà đi. Chào bà chứ. Đi chào tao ông chưa? Chào ông chưa? Ông Bi đâu? Ông Bi cơ. Đây. Ông Bi đấy, gọi ông Bi đi không? Ông Bi đấy. Đây, bằng cách để gửi sang đây để cho bà mình xem qua đây vậy. Cháu cứ là bà mà có thể xem được ngay, không có sao mà. 30 cây đi về thôi gì. Hai cái áo chống nắng hả? Có nắng không rồi mà mang áo chống nắng. Tay vào mồm, bây giờ có cái chuyện tay vào mồm. Quay cho bà đây. Bà. Cháu chào bà thế nào? Bà đây mà, bà đây mà. Bà đây mà. Đúng là bà vậy đấy thật. Thế nói bà đi. Bà đây mà. Bà ơi đi. Còn bà ơi. Còn bà ơi đi. Ghế Bi đâu, ghế Bi đấy. Cho bà đi thế nào? Bà đi, cho bà chưa? Nghịch lắm. Đi hành trách rồi. Quần đẹp thế nhỉ? Ngắn rồi. Thế ai mua quần cho Bi đây? Ai mua quần đẹp cho Bi đấy? Bi ơi. Ôi giời, dám bật điện nhà ông lên rồi đấy, nó bật được điện. Nó điện thoại tí ông quay ông chuyển sang cho xem. Tí ông đưa ông đang quay ông gửi hình sang đấy thôi. Tí thử cái xuyến chắc đang trên đường xuống. Tắt đi để nói chuyện đây bà, tắt đi. Tắt đèn. À tắt đèn, tắt đèn. Đây. Tắt đi. Đây đèn đây. Ông gửi bà đấy không? Rồi tí ông gửi bà đấy không luôn mà. Em bảo nói chuyện với bà đi không? Qua gói thôi. Xuyến đang xuống đây. Đây con đây. Vâng. Bà đây con. Vâng, tưởng nhà ông có ghi được. Bị có nhớ bà không? Bị có nhớ bà không? Không phải ông Bi đâu ông chả. Bi có nhớ bà không Bi à? Ơi giời, sao này sao này? Phương lên này, Phương sắp về đấy. Cái gửi sang bà luôn. Đến hết rồi. Cái cháu kia ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Nhanh chứ. Ai nhìn mà làm gì? Đây. Đây là nè, đây. Không cho, đúng không? À Bi đi. Thôi được không sao cả, không được. Đấy, nói chuyện đi. Thế Phương có nhắn bà gì không? À Phương. Phương ông hỏi là thế Phương có nhắn bà gì không? Cháu chào bà. Bà chưa? Ủa cháu. Này mà không biết thì chết rồi. Cho hỏi thăm bà nhưng bà khỏe không như này. Đúng rồi. Con này của Bi đúng không? Hỏi thăm bà khỏe không như này mà cháu không biết thì chết rồi. Rồi, bà ngồi xuống. Bà làm sao? Bà chắc bà sẽ khỏe. Ừ, thế có nhớ bà không? Có ạ. Ừ, thế học hành thì giờ này thế nào, có khá không? Có ạ. Ở trường này học khỏe chứ chưa đẹp. À, thế tốt rồi. Đấy. Cháu bị thôi chức rồi. Ôi, không sao mà, thế đẹp là tốt rồi. Lên chức lại. Đáng chức. Thế thằng Hiếu báo cáo tội lỗi nhiều. Được rồi, ngồi đấy được. Chào bà chưa? Chào
Đứng lên, đứng xếp hàng, đứng lên cho bà nhìn đứa nào cao lên bao nhiêu rồi nhé. Rồi, thế bảo bà làm sao không ngắn ngủ bà đi. Bà bên đây bà có khỏe không? Cháu chúc bà mạnh khỏe. Chúc bà có ông nào hôn thê nhanh cổ lũ cháu sang. Ừ, thế tốt rồi. Thế còn bà xem nào cổ lũ cháu sang. Đây hai chị em có đề xuyến mít. Con biểu cảm tưởng hai chị em nói chuyện thế nào. Chào bà làm sao nói đi. Chào bà. Ừ. Cháu chúc bà mạnh khỏe. Ừ. Sống vui vẻ. Sống vui vẻ. Chào bà không nhận sao. Dạ có chào nhưng mà bây giờ chưa trường hợp. Dạ bà chưa biết. Cả tháng hôm ra là chưa có máy trực tiếp. Thôi mấy để sang tháng tới là có máy trực tiếp rồi sẽ nói chuyện không có vấn đề gì. Thế còn đi quay mặt ra. Đi chào bà. Chào từ lấy bao nhiêu. Đi chào bà chưa? Đi chào bà đi bà. Chào bà. Đi chào bà chưa? 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 Này, đây giờ này. Đứng lên cho ông xe cho bà xem. Hôm nay lên mấy trận đấy. Hôm nay cho bà xem mà trước khi cháu đi nói chuyện bà cháu phải xì tốt nê tí. Hôm nay vội quá cháu chưa chuốt được. Hôm nay nhá, hôm nay là đúng ra ngày hôm nay là không có sự thay đổi là bà sẽ về. Bà đến Việt Nam rồi đấy nhỉ? Không, 9 giờ tối, 9 giờ tối. 9 giờ tối bắt đầu là 9 giờ tối mới về đến rồi bài thôi. Hôm nay mà không có gì thay đổi là con cháu hôm nay là cháu được anh đấy. Cháu được đến đâu rồi đấy. Gạo nước thì mẹ cứ yên tâm. Mọi việc ở nhà không phải lo cái gì hết. Gạo nước con cũng lo được. Mối nái còn kiếm thêm ra vài mối nữa cơ. Mẹ không phải lo. Tốt rồi. Đấy, bây giờ các con của bà này quá yên tâm được chưa? Bà cứ yên chí ở ấy. Hết nhiệm kỳ. Bà về không có lo lắng gì cả. Bà cứ cố gắng ở đây bác cày. Không có lo lắng gì nhá, tất cả con cái là khỏe mạnh. Mợ chứ. À, mình đáo chứ. Đây là con hưu cao cổ này. Mà muốn nói chuyện bà. Bọn cháu chào bà. Diện mốt, diện mốt đi. Cháu chào bà, bà có khỏe không? Diện ạ. Mà muốn nói gì với bà không, nói đi. Cháu chào bà. Cháu này mới khỏe. Bây giờ bà gửi sang bà nhé. Nói đi. Gửi sang bà đây, nói đi. Nói đi rồi. Cùng gái út này có phát biểu cảm tưởng gì không? Cảm tưởng thôi, mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng làm quá là nó khổ ra, cứ bình thường thôi, không phải cố gì nhiều, cứ vừa phải thôi, làm vừa phải thôi. Bác đi làm mà vất vả rồi. Có lên, có lên, nói trong kia có nghe. Học kỳ một cháu được học sinh giỏi. À thế tốt rồi. Cháu được ưu tiên văn của trường. Còn cái thành tích gì nữa báo cáo nốt. Không. Điểm thi văn của cháu được 9,5. Đấy. Thi toán cháu được 9. Ôi giời, thế tốt quá rồi. Anh cháu được 9. Đi một rồi. Đi một rồi đi. Nga tiên tiến ạ. Nên lý do tại sao được học sinh tiên tiến? Phải vì có một phép tính nào đấy. Không. Phải lên đi ơi, mà mày để cho bà bóng thì bay lên 5 quả bóng. Thế cháu qua biết sai ạ. Thế bây giờ phải cố gắng lên để đọc học sinh giỏi chứ. Kỳ 1 thế thì kỳ 2 cố gắng lên đọc học sinh giỏi nhé. Vâng. Hứa cái này quay hai cái này cho bà. Hứa với bà là sẽ đạt học sinh giỏi nhá. Vâng ạ. Hứa với bà. Tốt rồi. Quay hai cái thứ này này. Rồi. Mà bây giờ đây, mà bây giờ đây, mà ngã đấy. Không, không sợ. Ra đây, ngắn hết, không sợ. Ra đây, ra đây. Con nổ là cứ đảm bảo ngon. Đi đây, ngay. Bé hơn rồi con. Cái con đi ơi. Con này con nhà mẹ nhà. Phun vào nhá. Nó kia lúc gạo đắt mà nó không cần mình. Rồi, cầu thang nguy hiểm. Thiếu trai xuống đây con này nguy hiểm em. Chọn muối vào đi. Sợ quá. Này, chọn bé nhưng mà...
chiều mẹ cháu đi một ca bác giờ tôi dùng hoặc xí quá mẹ mày xí quá không vì là tết ra con xem là thôi tết mà quét cái nói chuyện bà được tết bà được nghỉ bà mà có thể làm đây là cô duy nhất bà nhiều nhất thì cô duy nhất con lên mạng mà chẳng qua hỏi thăm địa chỉ gì mà. Cái gì? Thằng này lên mạng toàn thế giới xem đó là cởi chuồng là lò đái bô thì được không ạ? Mày lắm chuyện lắm. Bắp chân cô ngã này. Đang ngồi quần ra ngồi cúc ẩn và mua sinh nhật cho cháu. Còn ngươi đi để ra gãi đâu. Vi bủ, vi bủ. Vi ông cho thế là cho biết đi. Bây giờ ông để ông cho lên đi. Ừ đấy, bây giờ còn cháu đây đang đầy đống ngồi. Mẹ ơi, con nói mẹ. Nước một cái thằng này. Có đủ hết, tất cả là ai cũng được lên mạng hết, cả thế giới xem. Cứ yên trí. Ai mà nó nó thầm. Đấy lại thầy. Nghe cũng nói chung là nghe cũng được, có nghe cái đường truyền này nó giống nhỉ. Hứa với bà là kỳ hai cháu đạt học sinh giỏi. Anh em ơi, anh nữa.